bác chủ xây rất là nhiều chuồng gà. Đây một cái chuồng kia mới xây, đây một chuồng lại mới xây. Vôi đã rắc chắn xóa như này. Tiếc quá là năm nay cái giá thức ăn chăn nuôi tăng rất là cao, và cái tình hình dịch bệnh Covid-19 trên người diễn biến rất là phức tạp, nên là bà con chăn nuôi cũng bỏ trống chuồng rất là nhiều, nó gây ra cái hiện tượng rất là khó khăn cho bà con. Đấy, bởi vì một số gia đình thì tôi thấy là tất cả chỉ trông cái nguồn thu nhập chính chỉ trông vào con gà con heo. Thế mà bây giờ là cái giá thức ăn chăn nuôi tăng cao cộng với cái giá cả của đầu ra nó thấp. Chính vì vậy là một số người là sẽ bỏ chuồng, mà khi mà bỏ chuồng thì sẽ không có nguồn thu nhập, thì anh chị thấy là nó sẽ rất là nguy hiểm. Nhiều nhà 4 năm cháu đang đến tuổi cắp sách đến trường đi học, thế nên là cái nguồn thu nhập của bố mẹ không có thì các con cũng rất là vất vả khi mà phải đến trường. Thế rồi học online thì phải mua sắm các cái thiết bị để học. Đấy, nên là cũng rất là khó. Đấy, anh chị lưu ý là lấy mà làm chuồng thì anh chị nên làm chuồng ở trên những cái vị trí nó cao nha. Đấy, anh chị camera đi sát rồi. Anh chị lưu ý là làm chuồng thì anh chị lên làm ở những cái chuồng mà nó có cái nền nó cao như này. Khi mà nền nó cao như này thì nó sẽ hạn chế rất nhiều những cái vấn đề về, ví dụ về cầu trùng, ví dụ đặc biệt các cái bệnh về đường tiêu hóa trên con gà. Thì nếu mà làm nền chuồng cao như này thì nó sẽ hạn chế rất nhiều, và rất nhiều các cái bệnh trên đường tiêu hóa. Và anh chị nhớ rằng là chuồng chăn nuôi gà thả vườn thì luôn luôn phải là thông thoáng, vâng, không thì anh chị không được xây cao. Thật ra xây như thế này cũng là cao rồi này, xây như thế này cũng đã là cao rồi. Đấy, theo tôi chỉ xây khoảng ba hàng gạch đây, rồi ba hàng gạch ba bánh này là ok. Còn cái mái chuồng thì như thế này là bác chủ nhà là cũng khá là đầu tư rồi. Pro xi măng là khung sắt như này là cũng rất là chắc chắn. Đó, vì các bạn biết thì khi mà làm chuồng ở trên khu vực cao này thì cái gió nó rất là mạnh, nếu mà các bạn không làm chắc chắn thì có thể nó sẽ bị tốc mái. Mà nhiều nhà tôi đã chứng kiến là khi mà cái ngói nó sập xuống mà gà bị chết rất là nhiều, thì cái đó nó cũng là một cái vấn đề thiệt hại rất là lớn cho bà con. Nếu như mà bà con làm chuồng theo kiểu tạm bợ thì cũng rất là nguy hiểm, phức tạp khi mà cái mùa gió bão nó về. Coxivet của công ty cổ phần thuốc thú y TNT. Công ty cổ phần thuốc thú y TNT. Cái cầu trùng đây là một cái chai cầu trùng mà anh ấy dùng từ cái lứa trước. Đây là sản phẩm Coxivet. Sản phẩm này là chuyên trị cầu trùng anh chị nhé. Sản phẩm này thành phần của nó là diclazuzin. Nhưng xin thưa với anh chị là cái sản phẩm này được tôi bào chế khoảng 16 các cái hệ tá dược khác nhau. Đấy, thành phần chính của nó là diclazuzin 30g. Đấy, nhưng mà trong này tôi cho vào thêm đó khoảng độ 16 các cái hệ tá dược khác nhau. Và trong đó thì hôm nay bật mí luôn với anh chị là trong đó tôi đưa vào thêm hai cái sulfa nữa để kết hợp với cái diclazuzin này, làm cho cái thuốc này có tác dụng vô cùng là tuyệt vời. Và một nít này thì anh chị sẽ dùng cho tôi khoảng độ 15 đến 20 tấn gà, rất là hiệu quả. Và nếu mà là nặng thì có thể anh chị sẽ dùng cho khoảng 10 tấn, thì tôi thấy là khá là ổn, khá là ok luôn đấy. Cái này thì nó được cả viêm ruột hại tử này, được cả viêm ruột do E. coli Salmonella này, được cả phân xanh phân trắng này, được cả phân nước. Thì anh chị sử dụng cái sản phẩm Coxivet này. Đấy, vì anh chị biết rằng cái bệnh cầu trùng ấy là nó kéo theo rất nhiều các vấn đề, từ cầu trùng ghép sang viêm ruột, cầu trùng ghép sang E. coli, cầu trùng ghép sang thương hàn, cầu trùng ghép sang hen, cầu trùng ghép sang đầu đen, cầu trùng ghép sang sưng mặt phù đầu, rất là nhiều cái vấn đề liên quan đến cầu trùng. Nên là
anh chị lưu ý cho tôi nhé, kiểm soát thật chặt cái vấn đề cầu trùng. Vì tôi làm trong vòng khoảng 15 năm qua tôi làm nghề thì tôi thấy rằng là các cái bệnh trên con gà ấy, đa phần là từ cái cầu trùng nó kéo ra. Nên là anh chị lưu ý tôi kiểm soát thật chặt cái cầu trùng. Thế mà tôi hướng dẫn anh chị là cái quy trình kiểm soát cầu trùng nó như thế nào. Kiểm soát cầu trùng thì anh chị sẽ sử dụng cho tôi là 8 đến 10 ngày anh chị phòng cho tôi lần 1, 18 đến 20 ngày anh chị phòng lần 2, 28 30 ngày anh chị phòng lần 3 và 38 40 ngày anh chị phòng lần 4 cho tôi. Đấy, anh chị phòng thì khoảng độ tầm trên dưới 40 ngày thì cái cầu trùng nó sẽ giảm đi rất nhiều. Còn kể cả gà to của anh chị nó vẫn bị cầu trùng nhưng lúc đó nó cái vấn đề nó không trầm trọng lắm, nên là anh chị cũng sẽ sử dụng thêm một số dòng sản phẩm sulfamid khác để anh chị phòng cho tôi giai đoạn to cũng được. Còn riêng cái giai đoạn tầm khoảng độ 3 đến 6 tuần tuổi là anh chị phải sử dụng nghiêm ngặt cái quy trình phòng cầu trùng cho tôi. Thì anh chị phòng theo cái nguyên tắc là gì ạ? Nguyên tắc là cầu trùng thì cái chu kỳ của cái con cầu trùng ấy, nó nang cầu trùng nó khoảng chu kỳ khoảng 7 ngày. Thì anh chị cứ, nguyên tắc là anh chị cứ phòng cho tôi khoảng độ 3 ngày nghỉ 7 ngày, 3 ngày nghỉ 7 ngày. Thì nó sẽ kiểm soát được cái vấn đề của cái cầu trùng mà. Đấy thì anh chị dùng cho tôi thế. Còn khi mà điều trị thì anh chị lưu ý cho tôi, nếu mà anh chị đánh bằng cái thuốc nước này này thì anh chị chỉ cần đánh cho tôi, nếu nó ra máu tươi hoặc nó ra phân sáp ấy thì anh chị đánh cho tôi theo cái quy trình là gì ạ? Nếu thuốc nước thì là 2-3-2, tức là gì ạ? 2 ngày đánh, 3 ngày nghỉ và 2 ngày đánh lại. Nếu anh chị đánh bằng thuốc bột, có cái dòng sulfamid bột ấy, thì anh chị sẽ dùng cho tôi là 3 ngày đánh, 2 ngày nghỉ, xong anh chị sẽ đánh lại 3 ngày cho tôi. Thì cái đàn gà của anh chị sẽ bị sẽ giải quyết dứt điểm cái cầu trùng, mà nó sẽ hạn chế lặp lại rất là nhiều. Tuy nhiên là có một cái vấn đề nữa là anh chị cũng có thể sử dụng cái vaccine cầu trùng. Thì vaccine cầu trùng thì xin thưa với anh chị là anh chị sẽ dùng cho tôi từ ngày tuổi thứ nhất đến ngày tuổi thứ ba. Đấy, khi mà bắt về thì anh chị có thể sử dụng cái vaccine cầu trùng. Bác chị anh chị có thể cho uống, hoặc nhiều người cẩn thận thì cho nhỏ cũng được. Tuy nhiên anh chị lưu ý là khi mà nhỏ thì anh chị sẽ phải lắc, liên tục lắc đều cái vaccine cầu trùng lên, để cho các cái noãn nang nó luôn luôn được treo lơ lửng ở trong nước, tránh hiện tượng nó bị lặn, nó sẽ chìm xuống dưới cái đáy của cái lọ nhỏ, thì nó cũng sẽ rất là cái vấn đề hiệu quả nó sẽ không cao. Đấy, thì anh chị lưu ý khi mà sử dụng cái vaccine cầu trùng thì anh chị phải sử dụng sớm, từ 1-3 ngày tuổi anh chị phải sử dụng vaccine cầu trùng cho tôi rồi. Đấy, tôi thì tôi hay hướng dẫn bà con ngày vào làm vào ngày tuổi thứ hai hoặc ngày tuổi thứ ba, vì khi mà ngày tuổi thứ nhất thì con gà về nó đang bị mệt. Đấy, thì anh chị cũng không nên đưa cái vaccine cầu trùng vào ngay. Cái vaccine cầu trùng trên thị trường hiện nay thì có cái có vắc 3, có vắc 4 ấy, thì anh chị lên sử dụng cho tôi các cái dòng vaccine của bên công ty thuốc thú y Tiến Thành ấy, vâng, họ phân phối về thì cái vaccine đấy thì tôi thấy là cái hiệu quả đấy nó khá là ok, thì anh chị có thể sử dụng cái sản phẩm vaccine cầu trùng đấy. Còn nếu mà khi mà đàn gà bị thì anh chị dùng cho tôi cái Coxivet của công ty cổ phần thuốc thú y TTIZ, và tôi là chủ tịch của công ty, thì sẽ tôi tạo ra cái sản phẩm vô cùng là tuyệt vời này. Nói anh chị hãy sở hữu cái này để anh chị phòng cho nó này, anh chị điều trị cũng được này. Đấy, và anh chị có thể sử dụng trong suốt quá trình nuôi, để khi mà đàn gà anh chị có hiện tượng phân sáp hay là phân máu tươi hay phân đen màu hắc ý thì anh chị đưa cái này vào cho tôi khoảng độ 2 ngày thì đàn gà tôi cam kết với anh chị là đàn gà của anh chị sẽ khỏi. Vâng, nên là cái Coxivet là cái đặc trị cầu trùng phân sáp máu tươi và phân đen, thế rồi thì đặc trị viêm ruột hoại tử, E. coli, sưng phù đầu các thứ, là nó sẽ giải quyết được cái vấn đề này. Vâng, cảm ơn anh chị.